Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 65 tương với phần 1 bài 26 quyển 2. Đầu tiên là cách nói alo. Wei. Wei. Trong thực tế thường đọc thành wei. Wei. Alo là Điền Phương phải không? Wei, shì Tiān Fāng ma? Wei, shì Tiān Fāng ma? Điền Phương không ở đây, là Trương Đông phải không? Với nghĩa Điền Phương không có mặt. Tiān Fāng bù zài, shì Trương Đông ma? Tiān Fāng bù zài, shì Trương Đông ma? Gì? Chào gì ạ? A yí, nín hào. Điền Phương đi đâu rồi ạ? Tiān Fāng chù nǎo le? Bây giờ là cách nói 4 giờ hơn, nguyên văn là 4 giờ nhiều. Sì diǎn duō. Sì diǎn duō. Sì diǎn duō. Sì diǎn duō. 8 giờ hơn. Bā diǎn duō. Bā diǎn duō. 9 giờ hơn. Chiếu điện đua. Chiếu điện đua. 10 giờ hơn. Hơn 10 giờ. Sử điện đua. Sử điện đua. 12 giờ hơn. Sử ở điện đua. Sử ở điện đua. Con bé 4 giờ hơn thì đã đi đến nhà bạn học rồi. Tha 4 điểm đua chiều chủy thống chế gia lợ. Tha 4 điểm đua chiều chủy thống chế gia lợ. Bây giờ là từ trung học. Trung xuế. Trung. Trung. Xuế. Xuế. Trung xuế. Trung xuế. Bạn học trung học. Trung xuế thống xuế. Trung xuế thống xuế. Một người bạn trung học. Ý cửa trung xuế thống xuế. Ý cửa trung xuế thống xuế. Một người bạn trung học của con bé. Tha đờ ý cửa trung xuế thống xuế. Ra nước ngoài nguyên văn là ra nước. Chu quốc. Chu. Chu. Quốc. Quốc. Chu quốc. Chu quốc. Ra nước ngoài du học. Chu quốc lưu xuế. Chu quốc lưu xuế. Ra nước ngoài công tác, ra nước ngoài làm việc. Chu quốc công du. Chu quốc công du. Phải ra nước ngoài. Yào chu quốc. Yào chu quốc. Một người bạn trung học của con bé phải ra nước ngoài. Tha đờ ý cửa trung xuế thống xuế yào chu quốc.
他的一个中学同学要出国。Hãy nhắc lại, alo, là Điền Phương à? Vậy, sư Thiền Phương mà? Vậy, sư Thiền Phương mà? Điền Phương không ở nhà, là Trương Đông phải không? Thiền Phương 不在，是张东吧？Gì, chào gì ạ? Yến Phương đi đâu rồi ạ? À? Ai nhìn hảo, Thiền Phương chị nào lắm? Con bé 4 giờ hơn thì đã đi đến nhà bạn học rồi. Tháng 4 điểm đua chưa chị thống xuế cha lợ. Tháng 4 điểm đua chưa chị thống xuế cha lợ. Một người bạn trung học của con bé phải ra nước ngoài, sắp ra nước ngoài. Tha đời ý cửa trung xuế thống xuế nhau chu của. Tha đời ý cửa trung xuế thống xuế nhau chu của. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số di động của thư ký Lâm. Lín mỉ su đờ sầu di hào mã. Đen, đỏ, xanh lam. Khây, khủng, lán. Ảnh. Trào phiền. Trào phiền. Nhận gửi email. Show file email. Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp xe máy. Chia chơi chửi dễ xính. Đi du lịch. Chửi lùi xính. Dài ngắn. Tráng toán. Tốt nghiệp đại học. Đại học bị yể. Ngủ dậy. Chỉ choáng. Đúng giờ xuất phát. Chuẩn sử chu pha. Cực kỳ vui mừng. Phi tráng cao xỉnh. 700-800 mét. 700-800 mi. Lạc đường rồi. Mí lủ lợ. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. Hứa sủng nỉ. Cổng trường. Xuế xẻo mấn khẩu. Thứ hai, tư, sáu. Châu y san ủ. Khó chịu, không thoải mái. Bù su phủ. Bằng lái. Chả rào. Tiến bộ rất lớn. Chiến bộ khẩn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao được khẩn khoải. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biêu chuẩn. Hơn nữa. Ở chỉ. Cực kỳ nghiêm túc. Phi tráng rèn chân. Để học thái cực quyền. Vì là xuế thái chí chuyển. Loại vận động gì? Sở mấy huyền tổng.
Đánh bóng rổ. Đá lán chiếu. Dậy rất sớm. Chí tớ khấn dạo. Chạy bộ. Pháo bủ. Vừa nãy. Căng thái. Kiên trì. Kiên trì. Chắc là cũng được. Hay cứ gì bà. Alo. Vậy. Bạn học cùng trung học. Trung xuế thống xuế. Hơn 4 giờ. Sử điển tua. Ra nước ngoài. Chu quốc.